3 nguyên tắc phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ. Trong những năm gần đây, trong các cái hội nghị về đột quỵ thì thấy rằng những người trẻ bị đột quỵ gia tăng rất là nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là tăng huyết áp dẫn đến là xuất huyết não. Vậy tại sao nó lại như vậy? Thứ nhất là do cái lối sống của chúng ta ít vận động. Thứ hai là do áp lực công việc, chúng ta căng thẳng stress. Rồi do chúng ta ăn uống nó không điều độ, ăn nhanh, ăn những cái đồ ăn nhiều cái chất mà nó không tốt cho sức khỏe. Và cuối cùng là giấc ngủ nó cũng không được đảm bảo. Từ đấy nó là gia tăng tình trạng tăng huyết áp. Để phòng chống thì chúng ta cần quan tâm đầu tiên là đến tăng huyết áp. Chúng ta phải kiểm tra con số huyết áp của mình ít nhất là mỗi tháng một lần để kịp thời phát hiện, và khi được phát hiện thì phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để điều trị, và nếu mà không kiểm soát được thì phải thay đổi thuốc. Cái thứ hai là chúng ta cần thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, giảm rượu bia, rồi là chúng ta ăn những cái đồ ăn nó lành mạnh, rồi chúng ta cố gắng có một giấc ngủ tốt. Và thứ ba đấy là chúng ta phải thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện các trường hợp như rối loạn mỡ máu hay là đái tháo đường để chúng ta có biện pháp dự phòng hợp lý.